Hi, mến chào của chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với chú anh chị và các bạn, mình cũng chưa không có quay lại cái những cánh cảnh mà xây dựng cánh án ở trên tường ngăn của chú anh chị. Thì hôm nay mình đã xây tường giáp vòng đó. Thì giáp vòng và gắn cái khuôn ở sau. Thì cái nhà này thì nhà móng thì lên tấm, nhưng mình làm là cấp 4 ngăn của chú anh chị. Chỉ xây rồi dựng cái nén trên hai mái lơi đó, nhầm trên được một bên, đổ cái máng xối xinô ở trước đó. Thì cái chiều cao của nhà này từ chân nền lên tới trên cột đó là 36, là chưa tính đà nha cô chú anh chị. Thì nhà này người ta để buôn bán đó, nên không có xây phòng luôn, chỉ có nữa xây ở đằng gốc đằng này một cái toilet thôi. Thì cái nhà này thì hở mình cũng có nói rồi, thì chiều ngang là nó 4m3 phủ bìa, 4m30 phủ bìa. Thì ở sau này thì gắn một cái cửa sắt nè, một cái cửa sắt bề ngang 80, chiều cao là 2m15. Còn ở trên này muốn gắn một cái khuôn lăm gió, chiều cao là 45 phủ bìa và bề ngang là 2m6 nha, 2m6 để làm ánh sáng. Còn bên đây mình cũng mới vừa đổ đà xong, thì ngày mai sẽ dựng cánh án nữa, là mình quay chuẩn bị gắt keo và đòn tay để lợp nha. Thì ở đằng trước này bữa mình có xây một cái khung cái khung bao á, thì bằng nhôm, thì mình đã xây xong. Thì hôm nay cũng xây được hoàn thiện, gần hoàn thiện cái phần thô, gần hoàn thiện phần thô. Thì nền này bữa đó mình cũng đổ luôn được một phân nửa nền, hơn phân nửa nền nha cô chú anh chị. Thì những cái buổi mình làm như vậy thì mình không có quay lại trực tiếp, ít quay lại trực tiếp để cho cô chú anh chị và các bạn xem các anh thợ sẽ như thế nào. Thì hôm nay được cái giai đoạn này thì mình quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem công việc hàng ngày của mình làm. Thì thời gian nào mình rảnh thì mình sẽ có những cái món đồ hay thì mình sẽ chế lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. Còn thời gian mình xây dựng thì mình sẽ quay lại những công trình như mình xây tường nè, rồi dán gạch hoặc là tô tường, cho chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn xem để biết công việc của mình làm. Thì mình cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn suốt thời gian qua nha, những cái góp ý, những bình luận góp ý cho mình biết để mình học hỏi thêm kinh nghiệm. Và mình cũng mong cô chú anh chị và các bạn sẽ theo ủng hộ mình thời gian sắp tới nha. Thì xem video của mình thì cho nó cũng gần nửa phân nửa hoặc là hết video càng tốt nha cô chú anh chị, để cho kênh mình được đề xuất lại. Thì mình sẽ đăng nhiều video hay hữu ích cho cô chú anh chị là các bạn xem, và cho mình like cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng xem biết đến kênh của mình, để mình làm chia sẻ những cái công việc làm hàng ngày. Thì mình cũng mong cô chú anh chị và các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì tới đây mình sẽ đổ cái cúc bê tông này, rồi khi nào tô tường này thì, hoặc là lót gạch, mình cũng quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem, để khi những cái mình cũng chia sẻ cho những các bạn mà mới làm nghề hoặc là đang học nghề xây dựng á, thì coi những cái clip mình cũng có hướng dẫn chia sẻ cách làm và cách xây và ốp lát gạch tường, cũng như là những cái sản phẩm mình chế ra, nỏ bẻ sắt nè, đò cần cua bẻ sắt này kia đó. Có hữu ích đó, thì mình sẽ đăng lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì thường ngày đây thì mình sẽ đăng video mình lúc vào khung 7 giờ hoặc là tới 7 giờ rưỡi nha cô chú anh chị và các bạn. Mình có buổi công chiếu, mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn vô xem video của mình, để có gì thì trả lời bình luận cho cô chú anh chị các bạn trực tiếp luôn. Thì hôm nay mình cũng làm một cái video là nó ngắn thôi nha cô chú anh chị các bạn, là không có dài.
Thì đây là mình xây cái nhà này, hiện tại thì mình làm cấp 4, thì vài năm nữa người ta sẽ đập phá khúc trên để người ta đổ tấm lên lầu. Thì mình cũng đơn sơ, thân em cô chú anh chị các bạn. Đó, có nhiều bạn vô nói là làm sao không thấy đổ đà gì nhiều, thì chủ nhà người ta cũng yêu cầu cho mình làm giảm tốn chi phí á, nên từ dưới lên tới trên đó mình chỉ đổ một cái đà và vô cái nán thôi. Đó, thì nhiêu đó là mình lập được rồi, không không có gì để đánh đổi. Thì ở miền Tây mình thì mình làm như vậy thì nó cũng chắc chắn nha cô chú anh chị các bạn. Ở đây mình sẽ đi hai cây kèo thả đồng tay, thì bề ngang 4 mét này thì chủ nhà mình yêu cầu mình làm thả hai kèo cho nó chắc chắn. Thì nói chung cũng tạm vài năm, 5-10 năm, nhưng mà mình cũng phải làm cho nó chắc chắn để hiệu quả, để cho người mình sử dụng được lâu. Toàn bộ thì cột này thì mình đi 6 cây sắt hết đơn lên tới trên, 6 sắt hết nè người của chú anh chị bạn, cũng có chừa lên trên dài đây rồi lên trên. Thì bây giờ thợ thì cũng về hết ngăn cô chú anh chị bạn, mình chỉ quay lại để chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem. Đây cột này là mình đổ là 20 vuông nha, 20 vuông nha cô chú anh chị. Thì có một bề là 21, nhưng mình chia sẻ cô chú anh chị là 20 vuông, cột này là 20 vuông. Đây là 10 10 14 18 à, 15 10 15 18 sắt là 16 phi 16 6 cây đó. Đây cái bộ phận ở đây mình đã đi đường nóng hết nè cô chú. Ở đây có một cái nhà tắm, đây có một nhà tắm mình chừa một ống chờ, như cái ống chờ này nữa là mình sẽ đưa lên trên xây hộp gen vô đó nha. Đây là ống nước gắn phễu, ống 90 gắn phễu, ống nước dẫn thì nó 27. Thì người ta gắn cái chậu rửa chén ở khu vực đó, còn ở đây nữa người ta gắn cái labo, labo ở đây. Gạch xây tường thì mình sử dụng là gạch 88 lỗ tròn. Đây 88 lỗ tròn, thì cái lỗ tròn thì nó sẽ cứng hơn cái lỗ vuông ngang cô chú anh chị bạn, nó ít có bể, nhưng còn lỗ vuông thì mình đổ ra thì nó bể rất nhiều. Với hai nữa mình ở đây mình không có gạch đệm mi, mình phải chặt bằng bằng sắt á, thì nó sẽ hạn chế nó ít bể hơn. Còn nếu lỗ vuông thì mình chặt sẽ nó bể nhiều. Lỗ vuông thì mình sẽ dùng cái bàn chặt gạch đó, mình có chế chia sẻ với cô chú anh chị các bạn những clip trước á, thì nó rất là ok, nên mình chặt để chặt lỗ vuông. Còn lỗ tròn này thì dùng một thanh sắt như vậy, đây một thanh sắt như vậy thì mình sẽ chặt được gạch này nó ra làm hai như vậy đó, gạch đệm mi. Rồi thì video của mình đến đây nó cũng hơi dài á, mình lại làm ngắn hơn nha của chú anh chị các bạn. Rồi mình cũng hẹn cô chú anh chị và các bạn là những clip tiếp theo nha. Rồi ok, bye bye.